Ghi âm giọng nói nữa, để ghi âm giọng nói nữa, mình ghi âm giọng nói là đi, đã đi vắng rồi. Ghi âm, bữa sau ghi âm giọng nói, đừng tỉnh vô nha. Cái này miếng dán vậy luôn. À, đây là 500, cái cục 500 để hít nè. Hít lên cái gì rồi ghi âm giọng nói nha, bữa sau tự nhiên thôi. Hết hàng luôn, cái này là hết hàng luôn rồi, mua xong rồi hết hàng luôn. Bao nhiêu số, bao nhiêu đồng tệ? Địt mà nó cho cái này để làm gì vậy? Đục lỗ hả? Nó cho cái này để đục lỗ. Hay quá nè. Dạ nha. Có nên mở ra không? Mở ra kéo vô không được. Đây không? Vừa hai lòng không? Hai lòng. Đẹp luôn. Đẹp ha. Màu tươi. Màu tươi dạ. Tươi không cần tưới nè. Cái không? Này vỏ nó mới đẹp. Đây hả? Không ai đục lỗ nữa. Không đục lỗ nữa không? Đục một lỗ chứ? Không. Không cần đục lỗ luôn nè. À đục lỗ rồi nè. Giống như đụng đỉnh là mà nhỏ quá thì đục thêm lỗ thôi, còn không thì thôi. Nó đục lỗ rồi.